Trung rất là bất ngờ với cả Un Therapy, bởi vì thật sự là Trung thấy nó lép hẳn lên, giống như kiểu mình đang nhướng một cái bên lông mày lên ấy. Công nhận là mới có 30 phút với cái sự chăm sóc của hai bạn kỹ thuật viên còn lại thì Trung ngủ mất rồi. Không có bị đau đớn hay là khó chịu gì đúng không? Nó cũng có một số những cái cảm giác là giống như kiểu nó hơi sung điện một chút. Nếu mà thêm 10 lần nữa là kiểu không làm gì cũng mặt cũng tự cười đúng không? Cười vận may tự tới đúng không? Và Trung đến với BB Thanh Mai để sử dụng công nghệ Un Therapy với mong muốn rằng sẽ làm thon gọn và trẻ hóa khuôn mặt của mình. Và các bạn hãy cùng đón xem trước và sau như thế nào. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Un Therapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã là cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai.